Kính chào quý thính khán giả, chào mừng quý thính khán giả quay trở lại với chương trình hôm nay. Kính thưa quý thính khán giả, quý vị thân mến, trong phong thủy tử vi và tâm linh nhà ở, trong nhà có bốn loại cây này, bỗng dưng ra hoa là điềm gỡ, tai họa không mời mà đến. Những cây cảnh không chỉ mang lại vẻ đẹp cho không gian sống mà còn có ý nghĩa phong thủy rất lớn. Tuy nhiên, có những loại cây khi nở hoa lại là dấu hiệu của những điều không may. Hãy cùng chúng tôi khám phá ngay để biết cách nhận diện và xử lý kịp thời nếu điều này xảy ra trong nhà bạn. Đừng bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào nhé. Tre, trúc. Tre và trúc là những loại cây rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Chúng thường được trồng trong sân vườn để làm cảnh và thu hút tài lộc. Tre, trúc mang ý nghĩa của sự bền vững, mạnh mẽ và là biểu tượng của trường thọ. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, cây tre và cây trúc thuộc loại trăm năm mới nở hoa một lần. Điều này có nghĩa là, khi chúng nở hoa, đó thường là dấu hiệu của sự kết thúc. Dân gian truyền dạy rằng, trúc nở hoa ắt có tai ương hay trúc nở hoa, lập tức dọn nhà. Điều này không chỉ là một câu nói vu vơ mà thực sự mang nhiều ý nghĩa sâu sắc. Cây tre và cây trúc có khả năng chịu hạn và sâu bệnh kém. Khi cây chuẩn bị chết hoàn toàn, nó sẽ nở hoa như một lời tạm biệt cuối cùng. Vì vậy, khi thấy tre hoặc trúc trong vườn nhà nở hoa, đó có thể là điềm báo rằng có điều xấu đang đến gần. Ngày xưa, ông bà ta còn dùng hiện tượng này để dự báo thiên nhiên. Nếu cả một vùng tre trúc tự dưng ra hoa một loạt, điều đó chứng tỏ vùng đất này đang không tốt, có thể bị khô hạn hoặc nhiễm sâu bệnh. Đây là một dấu hiệu cảnh báo mà chúng ta cần phải lưu ý. Cây còi cọc. Cây còi cọc là một loại cây khác mà khi ra hoa lại không mang lại điều tốt lành. Những cây còi cọc thường không khỏe mạnh, lá nhỏ và yếu, hoa của chúng cũng không đẹp, màu sắc kém tươi tắn và sần sùi. Những bông hoa này không có giá trị làm cảnh, thậm chí còn làm xấu đi tổng thể của cây. Nếu trong vườn nhà bạn có cây còi cọc ra hoa, tốt nhất bạn nên cắt bỏ những bông hoa này và tập trung vào việc bổ sung dinh dưỡng, chăm sóc cây cho khỏe mạnh hơn. Khi cây đủ chất, lá sẽ to và xanh hơn, hoa nở cũng sẽ đẹp và rực rỡ hơn. Đừng để những bông hoa kém tươi làm mất đi vẻ đẹp tổng thể của cây và không gian sống của bạn. Cây sen đá. Sen đá là một loại cây cảnh rất dễ trồng và chăm sóc. Chúng có thể thích nghi với nhiều kiểu khí hậu và thổ nhưỡng khác nhau. Sen đá thường được trồng để ngắm lá, vì lá của chúng có hình dáng đẹp và đa dạng. Tuy nhiên, khi sen đá nở hoa, cây thường vắt kiệt chất dinh dưỡng từ lá để nuôi hoa, khiến cho cây trở nên héo úa và không còn đẹp nữa. Khi sen đá nở hoa, lá sẽ vàng và rụng nhiều, cây trở nên yếu và dễ chết. Vì vậy, nếu bạn thấy sen đá trong nhà mình bắt đầu nở hoa, hãy cẩn thận. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy cây đang gặp vấn đề và cần được chăm sóc đặc biệt. Hãy cắt bỏ hoa và bổ sung dinh dưỡng cho cây để giữ cho nó luôn khỏe mạnh và đẹp mắt. Cỏ đồng tiền. Cỏ đồng tiền là loại cây cảnh được trồng chủ yếu để ngắm lá. Lá của cây này tròn trịa, giống như những đồng xu nhỏ, mang ý nghĩa phong thủy tốt lành, với mong muốn chiêu tài đón lộc, gọi điều may mắn cho gia chủ. Cỏ đồng tiền càng xanh mướt, lá càng to tròn và bóng đẹp thì tổng thể chậu cây càng có giá trị. Tuy nhiên, khi cỏ đồng tiền nở hoa, hoa của nó không có giá trị làm cảnh và còn làm cây tốn nhiều chất dinh dưỡng. Điều này ảnh hưởng đến sự phát triển của lá và làm cho cây trở nên còi cọc, dễ chết. Vì vậy, khi thấy cỏ đồng tiền trong nhà mình nở hoa, tốt nhất bạn nên cắt bỏ hoa và chăm sóc cây để lá luôn tươi tốt và đẹp mắt. Chúng ta có thể thấy rằng, việc nhận biết và xử lý kịp thời những loại cây bỗng dưng ra hoa là rất quan trọng. Điều này không chỉ giúp bảo vệ vẻ đẹp của không gian sống mà còn mang lại sự bình yên và may mắn cho gia đình. Nếu bạn thấy bất kỳ loại cây nào trong nhà mình bỗng dưng nở hoa, hãy cẩn thận và chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo này. Tổ tiên dặn kỹ, bốn cây ông bà để lại, con cháu càng chăm tốt càng giàu nhanh, đừng chặt kẻo mất sạch lộc. Đây là những cây có khả năng sống lâu năm, mang đến bóng mát và không khí trong lành cho không gian sống, đồng thời được coi là biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Trong sân nhà có bốn loại cây đặc biệt được xem là mang lại may mắn và phú quý cho gia chủ.
một là cây mai. Với những bông hoa vàng rực rỡ vào dịp Tết Nguyên Đán, cây mai thường được coi là biểu tượng của sự giàu sang và thịnh vượng. Cây mai được trồng để cảnh quan sân vườn và cũng thường xuất hiện trong các ngôi nhà để mang đến sự may mắn và sự hài hòa cho gia chủ. Hai là cây hoa hòe. Hoa hòe có màu trắng tinh khôi, hương thơm dễ chịu. Khi cây nở hoa sẽ mang lại cảm giác mãn nhãn rất thu hút. Theo phong thủy, cây hoa hòe tượng trưng cho sự đông đúc, con đàn cháu đống và thành đạt, tiếng thơm vang xa. Nếu nhà bạn đang có cây hoa hòe thì thật sự rất tuyệt vời, nó sẽ che chở và mang lại may mắn cho gia đình bạn. Ngoài ra cây hoa hòe còn được dùng để làm thuốc điều trị bệnh huyết áp, bồi bổ cho giấc ngủ. 3. Cây mộc hương. Cây mộc hương hay còn gọi là mộc tê, quế hoa. Loài hoa mộc có màu sắc đẹp, hương thơm ngào ngạt, quanh năm xanh tốt. Cứ độ tháng 8 hàng năm, cây cảnh này lại trổ đầy hoa vàng với hương thơm bay rất xa. Ngoài màu vàng, mộc hương còn có nhiều màu khác như mộc hương cam, mộc hương trắng. Mộc hương là loại cây phong thủy rất được ưa thích. Mộc hương tượng trưng cho may mắn, tài lộc, gia chủ có thể trồng ở sân hoặc trong nhà, giúp thu hút may mắn, tài lộc đến cho gia đình. Theo phong thủy, gia chủ nên trồng hai cây đối xứng trước cửa nhà, tượng trưng cho tài lộc dồi dào, viên mãn. Bởi vậy mới có câu mộc hương trồng trước nhà, quý nhân vào trong cửa, xuất phát từ chính cái tên của nó. Mộc hương có tuổi thọ cao, chúng trở thành vật báu gia truyền, là cây trấn nhà, giữ trạch cho con cháu đời đời về sau. 4. Là cây trúc. Cây trúc, Bambusa sp, là biểu tượng của sự trường thọ và sức khỏe. Cây trúc có khả năng phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, thường được trồng để làm hàng rào, cảnh quan sân vườn hoặc làm bóng mát cho ngôi nhà. Cây trúc còn được xem là biểu tượng của sự kiên cường và bền bỉ, mang lại sự bình an và may mắn cho gia đình. Bảo vệ và chăm sóc những loài cây này không chỉ đem lại lợi ích về mặt thẩm mỹ và môi trường mà còn là đầu tư vào một tương lai bền vững và hạnh phúc cho con cháu về sau. Việc giữ gìn và trân trọng những cây xanh này cũng là cách để kế thừa và phát triển những giá trị văn hóa, tâm linh truyền thống của dân tộc Việt Nam. Người đã chết ăn cái gì, mặc cái gì, dùng cái gì? Nếu cho rằng người chết cần phải ăn thì một năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn 3 ngày Tết và ngày giỗ thì 360 ngày còn lại họ ăn gì để sống? Nếu họ cần phải ăn mà con cháu hay thân nhân của người quá cố 360 ngày trong một năm không cho ăn, bỏ đói họ thì họ có nổi giận không? Trước khi trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải hình dung. Tại sao con người khi sống cần phải ăn, uống? Câu trả lời rất đơn giản là ăn uống để duy trì sự sống sinh học của cơ thể con người. Cây cối cần phải có nước và ánh sáng mặt trời để sống, thì con người và các loài động vật cũng cần có thức ăn và nước uống để duy trì thân mạng, hay còn gọi là duy trì cơ thể sinh học. Cho đến các máy móc, thiết bị điện cũng cần phải có điện để duy trì sự hoạt động vật lý. Vậy khi con người đã chết, cơ thể sinh học không còn thì cần gì phải ăn? Nếu ăn thì ăn bằng cái gì? Đạo do Trung Quốc truyền bá đã hàng ngàn năm nay nói rằng người chết ăn bằng hương vị từ thức ăn bốc hơi. Điều này thật là nhảm nhí. Họ còn truyền bá rằng sống sao chết vậy, trần sao âm vậy cũng là một điều hết sức nhảm nhí mà một người giác ngộ chân lý không bao giờ có thể nghe được. Nếu cho rằng người chết cần phải ăn, thì một năm chúng ta chỉ cho người thân quá cố ăn 3 ngày Tết và ngày giỗ, thì 360 ngày còn lại họ ăn gì để sống? Nếu họ cần phải ăn mà con cháu hay thân nhân của người quá cố 360 ngày trong một năm không cho ăn, bỏ đói họ thì họ có nổi giận không? Họ có thù hận con cháu, thân nhân không? Chắc chắn là có. Nếu có, họ có để cho người sống được yên thân không? Chúng ta thử hình dung, chúng ta đi làm về đói mệt. Khi về nhà mà vợ con không nấu cơm, chúng ta phải chịu cơn đói hành hạ, thì liệu chúng ta có để vợ con yên thân không? Vì vậy, nếu thể theo nguyên tắc sống sao chết vậy hay trần sao âm vậy, thì những người sống chắc chắn không thể yên thân với người chết. Vậy mà tại sao người ta cứ quá chú trọng tới việc sắm sửa đồ cúng tế cho người đã chết một cách hết sức cầu kỳ và lãng phí, thậm chí không đủ, là không hài lòng rồi, sinh ra bất đồng, bất mãn, mâu thuẫn, cãi cọ, mất đoàn kết giữa những người còn sống. Càng lực cười hơn nữa là có người còn phải sắm sửa đầy đủ những gì mà người thân của mình lúc sinh thời ưa thích, khoái khẩu, để cúng tế thì mới được, mới cho là không thiếu sót, không thất lễ, mới là chu đáo,
Nếu nhìn sang Thiên Chúa giáo hay các tôn giáo khác, thì những con ma của những tôn giáo đó đều là những con ma chết đói hay sao? Vì họ đâu có thờ cúng. Tương tự như vậy, chúng ta hãy quan chiếu cho việc mặc hay những sinh hoạt khác. Tại sao chúng ta lại đốt quần áo hay những vật dụng khác cho người quá cố bằng giấy, gọi chung là vàng mã? Những tôn giáo khác không đốt vàng mã thì những tín đồ quá cố của họ sẽ ở trần và không có tiền, không có đồ dùng ở thế giới bên kia sao? Như thế họ sẽ đi cướp bóc để sống, để dùng. Đói khát sinh đạo tặc mà. Và như vậy, chúng ta có thể hình dung rằng đội quân cướp bóc này đông lắm, họ gấp trăm ngàn lần những con ma có đầy đủ tiện nghi. Do đó, những con ma có tiền bạc tiện nghi cũng sẽ chết đói, thậm chí mất mạng vì nạn cướp bóc. Đó đơn giản là như vậy đó, một chân lý rõ mồn một mà sao biết bao người không chịu hiểu, không chịu thừa nhận và không chịu cái đối, để rồi ôi thôi biết bao nhiêu sự vẽ vời rườm rà, ấu trĩ, chìm đắm trong u mê tăm tối, không có ngày giải thoát. Người chết chẳng ăn gì, chẳng mặc gì và chẳng dùng gì cả. Vì thế người sống đừng nên làm khổ nhau, tự gây mâu thuẫn với nhau vì người đã chết. Tiếp theo, người chết đi về đâu trong 7, 49 ngày và gia quyến nên làm gì để lợi ích cho người chết? Con người chết đi về đâu không chỉ là câu hỏi thắc mắc của gia đình có người mới mất, mà đó cũng là vấn đề được rất nhiều người quan tâm hiện nay. Với trí tuệ của bậc thế giang giải, Đức Phật khẳng định thế giới tâm linh là có thật. Con người có hai phần, một là thân xác vật chất, hai là tâm hồn hay còn gọi là tâm linh. Khi chúng ta sống, tâm là thứ điều khiển, chi phối thân. Khi chúng ta chết, bỏ thân xác, nếu chưa chứng đắc đạo giải thoát, thì phần tâm linh lại tiếp tục đi vào một chu trình tiếp theo mà đạo Phật gọi là luân hồi, tái sinh. Và trong 49 ngày kể từ khi bỏ báo thân là khoảng thời gian chờ nghiệp quả phán xét cảnh giới tái sinh của người mất đó. Vậy trong thời gian chờ đợi ấy, thần thức của người chết đi về đâu và thần thức đó tồn tại như thế nào? Để tìm ra lời giải đáp này, xin kính mời quý Phật tử cùng theo dõi lời giảng của Thầy Thích Trúc Thái Minh qua bài viết dưới đây. Sau khi rời bỏ thân xác, thần thức người chết đi về đâu? Trong lịch sử Phật giáo, có kể câu chuyện khi Đức Phật về Hoàng Cung giáo hóa Hoàng tộc. Với thắc mắc về nơi mà người chết bất đắc đắc kỳ tử sẽ tới, Đại tướng Maha Nam, anh ruột của Ngài A-na Luật, bậc có thiên nhãn đệ nhất, đã tới bạch Đức Phật và được Ngài dạy rằng, như cái cây bị nghiêng về một bên, nếu có người đến cắt gốc, thì cây đó sẽ bị đổ về phía bị nghiêng. Cũng vậy, một người sau khi chết, dù là chết bất đắc kỳ tử, thì cũng sẽ theo nghiệp họ đã gây tạo mà tái sinh. Theo đó, có hai trường hợp có thể xảy ra với thần thức của người sau khi chết. Thứ nhất là đi tái sinh luôn, thứ hai là tồn tại ở dạng thân trung ấm. Để hiểu rõ hơn về các trường hợp này, chúng ta cùng tìm hiểu qua hai mục sau. 1. Tái sinh luôn vào các cõi tương ứng với nghiệp đã gây tạo. Theo lời Đức Phật dạy, một người sau khi chết, nếu có phước báo lớn, ba nghiệp được thanh tịnh hoặc chứng đắc pháp tu trong Phật Pháp, thì người đó có thể sinh về cảnh giới của chư Phật. Nếu tu được 10 việc thiện hoặc tu tập bát quan trai giới tinh nghiêm thì được sinh lên cõi trời. Nếu thực hành tốt 5 giới, không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không say sưa, nghiện ngập thì được tái sinh về làm người ngay lập tức. Còn với những người tạo tội cực nặng như ngũ nghịch trọng tội, giết cha, giết mẹ, phá, hòa hợp tăng, làm thân Phật chảy máu, giết A-la-hán, thì thần hồn của người đó lập tức đọa xuống địa ngục và phải chịu sự đau khổ trong muôn nghìn kiếp. 2. Tồn tại ở dạng thân trung ấm trong 49 ngày. Với những người chưa có định nghiệp thì sau khi chết thần thức sẽ tồn tại ở dạng vật chất gọi là thân trung ấm. Thân ấy có hình dáng giống như thân tiền kiếp của người đã mất, nhưng có chiều cao thấp hơn. Như trong sách Từ Thư Tây Tạng có ghi rằng, với người trưởng thành thì thân trung ấm có chiều cao khoảng bằng đứa trẻ lên 7 tuổi. Ngoài ra, theo góc nhìn của nhà Phật, thì thân trung ấm còn có đặc điểm là rất nhẹ, và đặc biệt là có thể đi xuyên qua tường, qua vách. Thân trung ấm tồn tại trong khoảng thời gian từ 1 tuần cho đến hết 7 tuần, tức khoảng 49 ngày, và mỗi tuần sẽ tái hiện cảnh lúc nó chết một lần. Theo lời dạy của Đức Phật trong Kinh Địa Tạng, vì chưa biết tội phước của bản thân nên trong 49 ngày này, thần thức của người mất ở trạng thái vơ vẩn, mịt mờ như ngây như điếc, hoặc thần thức sẽ ở các ti sở tòa án lương tâm để tra khảo, luận tội theo nghiệp quả
mà người đó đã tạo tác kể từ khi còn sống trên dương thế cho đến lúc từ giã cõi đời. Nếu nghiệp bất thiện nặng, sẽ chìm xuống ba đường dữ, súc sinh, ngạ quỷ, địa ngục. Ngược lại, nếu nghiệp thiện nhiều hơn thì có thể tái sinh về làm người, sinh lên cõi thần hoặc cõi trời. Tuy nhiên, không phải tất cả vong hồn đều tồn tại ở thân trung ấm trong đủ 49 ngày rồi mới đi tái sinh. Có những người chỉ sau tuần đầu tiên là được chuyển kiếp, có người lại tái sinh sau tuần thứ hai, tuần thứ ba. Nhưng muộn nhất là đến ngày thứ 49, tức tuần thứ bảy, là các vong hồn sẽ đều chuyển kiếp tái sinh vào cảnh giới tương ưng với nghiệp của họ. Từ đây chúng ta hiểu rằng thân trung ấm chính là thân nối tiếp giữa kiếp trước với kiếp sau. Sau khi chết, chúng ta sẽ tùy theo nghiệp đã gây tạo mà tái sinh. Gia quyến nên và không nên làm gì để lợi ích cho người chết trong 49 ngày. Trong Kinh Địa Tạng, Đức Phật dạy, thần hồn người chết đó khi chưa được thọ sanh, ở trong 49 ngày, luôn luôn trông ngóng hàng cốt nhục thân quyến tu tạo phước lành để cứu vớt cho. Tiếp đó, trong Kinh Tương Ưng Bộ 5, chương 56, Tương Ưng Sự Thật, Phẩm Năm Sanh Thú, Đức Phật cũng dạy, chúng sinh ở cõi đời này, sau khi thân hoại mạng chung, số chúng sinh đủ phước duyên tái sinh trở lại làm người ít như đất ở móng tay, còn chúng sinh đọa làm ngạ quỷ, địa ngục thì nhiều như đất ở đại địa. Tìm hiểu Phật Pháp, chúng ta cũng biết rằng, nếu đọa vào cõi ngạ quỷ, địa ngục thì sẽ phải chịu muôn vàn nỗi thống khổ. Vậy để làm những việc lợi ích nhất cho thân quyến đã mất, cũng như giúp cho họ không rơi vào cảnh giới khổ, chúng ta nên và không nên làm gì? 1. Nên phát nguyện tu tập, tụng kinh, làm các việc phúc thiện trong 49 ngày. Như sau khi người đó đã chết, lại có thể trong 49 ngày vì người ấy mà tu tạo nhiều phước lành, thời có thể làm cho người chết đó khỏi hẳn chốn ác đạo, được sanh lên cõi trời hoặc sanh trong loài người hưởng lấy nhiều sự rất vui sướng, mà kẻ thân quyến hiện tại đó cũng được vô lượng điều lợi ích. Trích Kinh Địa Tạng phẩm 7, lợi ích cho kẻ còn người mất. Y lời Phật dạy, khi gia đình có thân quyến qua đời, chúng ta nên bố thí, phóng sinh, sám hối. Trong trường hợp tư duy người thân có thể sinh về cõi ngạ quỷ, thì chúng ta nên tụng đọc các bộ kinh sau. Trường hợp 1, nếu khi làm người vong linh đã tạo phúc lành thì họ sẽ không thuộc chúng sinh đói khổ, đau đớn. Họ chỉ do chấp kiến. Vậy nên khi chúng ta tụng kinh cho họ nghe, họ giác ngộ mà được siêu thoát. Trong trường hợp này, chúng ta nên tụng kinh Bát Đại Nhân Giác, Kinh Nhân Quả và Kinh Tam Bảo. Trường hợp 2, nếu khi còn sống mang thân người vong linh không tạo công đức phước báo mà lại tà kiến, tạo nhiều nghiệp ác, thì họ sẽ bị đói khổ, đau đớn. Trường hợp này, chúng ta nên tụng các bài kinh có ý nghĩa về năng lực của công đức phước báo và lợi ích khi được hưởng công đức phước báo ấy, để vong linh giác, hiểu và hoan hỷ nhận phần phước báo do gia đình làm công đức hồi hướng cho họ. Theo đó, các bài kinh nên tụng đó là Kinh Địa Tạng, Kinh Vu Lan, Kinh Ngạ Quỷ Ngoại Bức Tường. 2. Nên cúng tế đồ chay cho người mất. Đây là việc lợi ích mà chúng ta nên làm để hồi hướng phước báo cho thân quyến đã khuất. Bởi trong Kinh Tế Đàn, Đức Phật dạy, những loại tế đàn nào, này Bà La Môn, bò bị giết, dê cừu bị giết, gà heo bị giết, các loài sinh vật khác đi đến bị giết hại. Loại tế đàn ấy, này Bà La Môn liên hệ đến sát sinh, ta không tán thán loại tế đàn ấy. Những loại tế đàn có sát sinh như vậy, này Bà La Môn, các A-La-Hán và những ai đi trên con đường hướng đến A-La-Hán không có đi đến. Ở đây, Đức Phật nói, tất cả những đàn lễ có sắc sinh bò, lợn, gà, trâu, thì Ngài đều không tán thán đàn lễ đó. Trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Phẩm 7, Đức Phật dạy những chúng sinh trong cõi Diêm Phù, sau khi cha mẹ hay người thân quyến thuộc chết, nếu có thể làm món chay cúng dường, chí tâm cầu khẩn, thì kẻ còn lẫn người mất đều được lợi ích. 3. Nên cầu siêu cho vong linh đã mất. Theo lời Đức Phật dạy, việc cầu thỉnh chư tăng tác lễ cầu siêu sẽ giúp cho người mất được chư tăng khai thị, từ đó giác ngộ về nhân quả, được quy y Tam Bảo, trở thành đệ tử của Đức Thế Tôn, được phát tâm Bồ Đề tu hành theo chính pháp, và hơn thế là họ có cơ duyên được tái sinh vào những nơi cao quý tốt đẹp. Đây là việc làm báo hiếu rất lợi ích của người con Phật đối với gia quyến của mình. Thực hành theo lời Phật dạy và thể theo lời cầu thỉnh của nhân dân, Phật tử tại chùa Ba Vàng vào các ngày 14-30 âm lịch hoặc 29 tháng Thiếu, hàng tháng có tổ chức lễ cầu siêu cho vong linh. Buổi lễ sẽ diễn ra vào khoảng 7:30-8 giờ sáng.
Nếu quý Phật tử có mong muốn cầu siêu cho thân quyến quá vãng, thì quý vị gửi thông tin họ tên người mất, ngày mất, nơi an táng, về chùa trước một tuần để quý thầy làm lễ. 4. Nên cúng dường Tam Bảo và chúng tăng tu hành thanh tịnh. Trong bài kinh Ngạ Quỷ ngoài bức tường thuộc Kinh Tạng Nam Truyền, tiểu bộ kinh tập 3, Ngạ Quỷ Sự Phẩm Con Rắn, Đức Phật có dạy: bởi vì kêu khóc hoặc sầu bi, thương tiếc, than van chẳng ích gì, không lợi gì cho người quá cố, khi thân nhân giữ thói lễ kia. Song lễ vật này được cúng dâng, khéo đem an trú ở chư tăng, quả này hiện tại và sau nữa, lợi lạc lâu dài với cổ nhân. Vậy nên việc than khóc không mang lại lợi ích gì cho thân quyến đã quá vãng. Để thân quyến đã mất được hưởng lợi ích lâu dài, chúng ta nên phát tâm cúng dường Tam Bảo và chúng tăng. Bởi Tam Bảo là ruộng phước vô lượng của chúng sinh và cũng là chỗ cứu độ duy nhất cho chúng sinh. Không có một nơi nào, chốn nào, không có một ai ngoài Tam Bảo có thể cứu độ chúng sinh. Còn chư tăng là đại diện cho Tam Bảo, nhờ có chư tăng thực hành và hoằng truyền lời Phật dạy mà Phật Pháp được trụ lâu dài ở thế gian. Cho nên, y theo lời Phật dạy, việc thiết lễ cúng dường lên Tam Bảo và chúng tăng là điều chúng ta nên làm khi có thân quyến qua đời. 5. Tuyệt đối không sát sinh, cúng tế quỷ thần. Trong Kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, phẩm 7 có ghi rằng: những chúng sanh trong cõi Diêm Phù Đề, ngày lâm chung kẻ thân thuộc, phải cẩn thận chớ có giết hại và chớ gây tạo nghiệp duyên chẳng lành, cũng đừng tế lễ quỷ, thần, cầu cúng ma quái. Vì sao thế? Vì việc giết hại cho đến tế lễ đó không có một mảy muốn chi lợi ích cho người chết cả, chỉ có kết thêm tội duyên của người đó, làm cho càng thêm sâu nặng hơn thôi. Như người đi đường xa, không ăn uống trong 3 ngày vì đã hết sạch lương thực, đồ vật của người đó mang vác lại nặng hơn 100 cân, bỗng gặp kẻ lân cận gửi một ít đồ vật, vì vậy mà người đó càng phải khốn khổ, nặng nề thêm. Cũng vậy, nếu chúng ta sát sinh để cúng tế hoặc làm các việc không lành, thì người chết không những không thọ hưởng được mà còn khiến cho họ tăng thêm nghiệp ác và có thể bị khổ hơn hoặc chậm sinh về cảnh giới an lành. Lại nữa, trong Kinh Tiểu Bộ 4, phẩm 18, bài kinh Đồ Ăn Cúng Người Chết, Tiền Thân Bà Ta có kể câu chuyện: thuở xưa, có một vị Bà La Môn tinh thông kinh Vedas, là một danh sư nổi tiếng bốn phương. Khi ấy, vị Bà La Môn này muốn cúng tế đồ ăn cho người đã chết. Ông cho bắt một con dê và sai các đệ tử cho dê ra sông tắm rửa, cho ăn lúa, chải chuốt và đeo vòng hoa cho nó. Khi đứng ở bờ sông, bỗng con dê phát ra tiếng cười như cái ghè bằng sành bị đập bể. Cười xong, dê rống lên khóc thảm thiết và nước mắt chảy ràn rụa. Thấy lạ, ông Bà La Môn đem sự việc thuật lại cho một vị tôn giả đã chứng đắc lục thông. Vị tôn giả giải thích nhân duyên đó là vì con dê này nhớ được tiền kiếp của nó. 499 kiếp trước đây, nó cũng là người và đã giết một con dê để cúng tế cho người chết. Do nghiệp ác ấy mà nó phải bị chém đầu trong 500 lần sống chết. Kiếp này là lần bị chém chết cuối cùng để nó hết nghiệp nên nó cười. Còn nó khóc là vì thương ông Bà La Môn, nếu ông giết nó thì lại chịu quả báo giống nó trước kia. Ông Bà La Môn nghe xong, sợ hãi và hứa sẽ không giết con dê. Nhưng thật không ngờ khi con dê được thả ra, tự do gặm cỏ gần một tảng đá, có tia sét làm tảng đá vỡ ra, mảnh vỡ văng ngay vào cổ con dê, khiến nó đứt cổ mà chết. Cho nên, là người đệ tử Phật, khi đã được học hiểu về nhân quả, thì chúng ta nên y lời Phật dạy và làm các việc thiết thực nhất để hồi hướng phước báo cho thân quyến đã quá vãng. Chết là quy luật tất yếu, tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta sinh ra ai rồi cũng phải chết. Tuy nhiên, chết đi về đâu và tái sinh vào cảnh giới nào mới là điều quan trọng. Hy vọng qua bài viết này, mỗi người sẽ ứng dụng thực hành lời Phật dạy, biết bỏ các việc xấu ác, làm những điều thiện lành, giữ gìn năm giới của người Phật tử tại gia, từ đó tăng trưởng thiện tâm và lợi ích cho mình cũng như thân quyến lúc lâm chung. Tiếp theo, sau khi một người chết, có 4 loại xá lợi không được đốt, nếu không thì gia tài sẽ hao hụt. Trên thực tế, trong văn hóa tang lễ, điều quan trọng nhất đối với người bình thường chính là chữ thiêu. Trong đám tang, gia đình của người quá cố sẽ đốt một số đồ đạc của người quá cố, đốt những thứ mà người đã khuất, yêu thích khi họ còn sống. Tại đám tang, các thành viên trong gia đình của người quá cố bày tỏ sự chia buồn với người đã khuất bằng cách đốt những thứ mà họ yêu thích khi họ còn sống. Nếu người quá cố thích đọc trong suốt cuộc đời của mình, người thân sẽ đốt một số cuốn sách. Người chết thích uống rượu và sẽ đốt một chai rượu ngon.
Ngoài việc đốt những thứ trên, tại các đám tang, giấy tiền, nhà giấy, xe hơi giấy cũng được đốt. Trên thực tế, có một câu nói về loại giấy đốt này. Trên thực tế, ngoại trừ những thứ đã bị đốt cháy, trong đám tang, có những thứ khác không được đốt. Trong dân gian có lời đồn đại rằng, sau khi một người chết có bốn loại xá lợi không được đốt, nếu không sẽ mất tài lộc, có phải là mê tín dị đoan không? Hãy cùng điểm qua bốn thứ không được đốt sau khi một người chết. Đầu tiên, không đốt quần áo lông thú. Như đã nói ở trên, sau khi một người chết, quần áo của người đã khuất sẽ được đốt. Nhưng quần áo lông thú là một trường hợp đặc biệt. Trước hết, giá trị của quần áo lông thú tương đối cao. Thứ hai, việc đốt quần áo lông thú sẽ gây ô nhiễm không khí. Thứ hai, không đốt đồ sưu tầm. Đối với một số người cao tuổi, họ thích sưu tầm một số đồ trong những năm cuối đời. Những đồ sưu tầm này không thể bị đốt cháy. Đầu tiên, đây là phá hủy hiện vật. Thứ hai, những đồ sưu tầm này có giá trị. Giữ chúng có thể thay đổi sự sụp đổ ở nhà. Thứ ba, không đốt chăn bông. Nhiều người không hiểu rằng chăn bông không thể đốt được. Đó là lý do tại sao khi một người chết, quần áo cá nhân có thể chứa vi trùng. Và quần áo của người đã khuất có thể đốt được. Vậy tại sao không đốt chăn bông? Trên thực tế, chăn bông có một nét đặc biệt trong lịch sử và văn hóa của một số nơi, ví dụ ở Trung Quốc. Bởi vì chăn bông và cuộc sống có cách phát âm giống nhau, giữ một chiếc chăn bông có nghĩa là giữ cả đời. Rõ ràng là xui xẻo khi đốt một kiếp người. Thứ tư, không được đốt giường. Trong mắt người xưa, giường ngủ tượng trưng cho ý nghĩa sinh nhiều con, nhiều phúc lộc. Theo quan niệm của người xưa, việc mượn giường là điều rất xui xẻo. Bởi vì thời xưa có ba điều không được mượn. Không được mượn dao, không được mượn hũ thuốc, ba là không được mượn giường. Lý do chính của việc không mượn dao là sợ con dao sẽ bị người khác dùng làm hung khí giết người. Lọ thuốc có chứa vi trùng. Cho người khác mượn, chẳng khác nào cho người khác mượn bệnh. Và việc vay mượn giường chẳng khác nào cắt đứt chuyện sinh con đẻ cái của mình, cũng là một hành vi không may mắn. Vì vậy, trong văn hóa Tăng Ma một số nơi, giường không được đốt. Đốt giường cũng giống như cho mượn giường. Phụ nữ ba thứ này càng mỏng, lép. Người đàn ông bên cạnh càng phúc lộc, ai cưới được họ giàu có ba đời. Trong nhân tướng học, những người phụ nữ có ba bộ phận này mỏng, lép, nhiều phúc phận, thông minh tài ba số mệnh vượng phú ích tử. Một là tướng bàn chân mỏng, ngón chân thon đều. Theo nhân tướng học, người phụ nữ sở hữu tướng bàn chân mỏng với những ngón chân thon đều là tướng người phụ nữ nhiều phúc khí. Trong tính cách, những người này thường sinh trưởng trong gia đình đế vương giàu có. Đặc biệt, những người này được cho là dễ gặt hái được thành công trên con đường sự nghiệp. Họ được trời phú cho khả năng thuyết phục, nếu biết nắm bắt thời cơ và được quý nhân trợ giúp, thành công là chuyện trong tầm tay. Chính vì vậy, ai lấy được họ sẽ thừa hưởng nhiều phúc khí từ họ truyền sang và dễ dàng giàu có. Theo nhân tướng học, tướng bàn chân mỏng kèm theo những ngón chân thon đều là biểu hiện của sự phúc lộc và may mắn. Người phụ nữ sở hữu tướng bàn chân như vậy thường được coi là những người may mắn. Trong cuộc sống, có khả năng gặt hái nhiều thành công trên con đường sự nghiệp và gia đình. Tướng bàn chân mỏng và ngón chân thon thường biểu thị tính cách của người phụ nữ là mạnh mẽ, kiên định và sáng tạo. Họ sinh ra trong gia đình giàu có hoặc được trời phú cho cơ hội tiến xa trong cuộc sống. Đặc biệt, họ có khả năng thuyết phục và làm việc hiệu quả, giúp họ dễ dàng đạt được mục tiêu và thành công trong sự nghiệp. Người phụ nữ có tướng bàn chân như vậy không chỉ thành công trong sự nghiệp của bản thân mà còn có khả năng giúp đỡ chồng trong việc phát triển sự nghiệp. Họ là những người vợ thông minh, biết cách vun vén cho gia đình và có khả năng đưa ra những lời khuyên hữu ích cho chồng. Với tướng bàn chân này, người đàn ông nào may mắn lấy được họ sẽ thừa hưởng nhiều phúc lộc và tiền tài từ họ. Tóm lại, tướng bàn chân mỏng kèm theo ngón chân thon đều không chỉ là biểu hiện của sự may mắn và phúc lộc, mà còn là dấu hiệu của sự thành công và sức mạnh tinh thần. Người phụ nữ có tướng bàn chân như vậy là nguồn động viên và may mắn không chỉ cho bản thân mà còn cho gia đình và người thân xung quanh. Không chỉ thành công trong sự nghiệp của bản thân, những phụ nữ này còn có thể giúp chồng làm nên sự nghiệp. Họ là người biết vun vén cho chồng, có thể đưa ra cho chồng những lời khuyên hữu ích.
Đây đúng là tướng của người phụ nữ, vô cùng vượng phu, ích tử. Bởi vậy, người đàn ông nào lấy được người phụ nữ như vậy, hãy luôn trân trọng họ nhé. 2. Là người phụ nữ có tướng ngực nhỏ lép. Hầu như tất cả các chị em phụ nữ đều mong có một vòng một đầy đặn, bởi nó thể hiện sự hấp dẫn về mặt giới tính của người nữ giới. Nhưng ít ai biết rằng người phụ nữ có tướng vòng một nhỏ mới là người sang trọng quý phái. Nguyên nhân là tướng vòng một nhỏ sẽ giúp bạn trông trẻ hơn. Một khuôn ngực nhỏ nhắn còn là nét phúc tướng, mang lại vận may về đường tiền bạc cho người phụ nữ và cả gia đình. Theo nghiên cứu từng được tạp chí chuyên dành cho nam giới đưa ra, hầu hết đàn ông mạnh mẽ về tài chính thường chọn vợ ngực nhỏ và ngược lại. Nguyên nhân tướng ngực nhỏ lép được coi là biểu hiện của sự sang trọng và quý phái của người phụ nữ. Ngược lại với quan điểm phổ biến rằng vòng một đầy đặn là dấu hiệu của sức hấp dẫn giới tính, tướng ngực nhỏ không chỉ làm cho người phụ nữ trông trẻ hơn mà còn mang lại vận may và phúc lộc cho cả bản thân và gia đình. Theo những nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên về nam giới, đa số đàn ông công về mặt tài chính thường có xu hướng lựa chọn vợ có ngực nhỏ. Lý do chính là vì họ tin rằng người phụ nữ có tướng ngực nhỏ thường là biểu hiện của sự thanh lịch, tinh tế và quý phái. Điều này phản ánh sự đánh giá cao về sự sang trọng và phẩm giá trong xã hội. Ngoài ra, tướng ngực nhỏ cũng được coi là biểu tượng của phúc lộc và may mắn. Người phụ nữ có tướng ngực nhỏ thường được xem là mang lại vận may về đường tiền bạc cho bản thân và gia đình. Sự nhỏ nhắn, tinh tế của vòng một có thể được coi là dấu hiệu của sự kỳ diệu và duyên dáng, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và thành công trong cuộc sống. Tóm lại, người phụ nữ có tướng ngực nhỏ, lép không chỉ là biểu hiện của sự thanh lịch và quý phái, mà còn mang lại vận may và phúc lộc trong cuộc sống. Sự nhỏ nhắn, tinh tế của vòng một không chỉ làm cho người phụ nữ trông trẻ hơn, mà còn là dấu hiệu của sự thành công và hạnh phúc. 3. Là người phụ nữ có vòng eo nhỏ và mỏng lép. Xét về mặt thẩm mỹ, một người con gái nếu sở hữu một vòng eo nhỏ nhắn, thắt đáy lưng ong là điều mà chị em nào cũng hằng ao ước. Không chỉ đẹp về hình thức, vòng eo nhỏ còn là một trong những nét quý tướng của người phụ nữ. Theo nhân tướng học, nhưng người phụ nữ có vòng eo nhỏ thường rất biết vun vén gia đình như ông bà ta thường nói. Đàn bà thắt đáy lưng ong vừa khéo chiều chồng lại khéo chăm con. Họ không sợ khó sợ khổ, sẵn sàng cùng người đàn ông mình yêu chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Với họ, việc chăm sóc chồng con là điều rất thú vị. Trong cuộc sống, nếu như những người đàn ông lấy được người phụ nữ này thường sẽ đạt được thành công trong trung vận. Càng về già lộc càng phát, con cái được nhờ. Người phụ nữ sở hữu vòng eo nhỏ và mỏng lép không chỉ là biểu tượng của sự đẹp và quyến rũ, mà còn mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Vòng eo nhỏ không chỉ làm cho hình thể trở nên hấp dẫn, mà còn là biểu hiện của sự quyến rũ và tinh tế. Theo nhân tướng học, người phụ nữ có vòng eo nhỏ thường được coi là người vợ biết vun vén cho gia đình. Họ có khả năng quản lý và chăm sóc gia đình một cách khéo léo và thông minh. Không chỉ biết cung đưa, họ còn sẵn lòng chia sẻ những khó khăn và gánh nặng cuộc sống cùng với người chồng yêu thương. Việc này thể hiện sự quyết tâm và sẵn lòng hy sinh cho hạnh phúc của gia đình. Trong cuộc sống, những người đàn ông may mắn lấy được người phụ nữ có vòng eo nhỏ thường đạt được nhiều thành công trong trung vận. Họ có khả năng vượt qua mọi thử thách và gặt hái nhiều phúc lộc, càng về già, càng phát đạt. Đồng thời, cuộc sống gia đình của họ cũng được ban phước với sự hòa thuận và hạnh phúc. Tóm lại, người phụ nữ có vòng eo nhỏ và mỏng lép không chỉ biểu tượng của sự đẹp và quyến rũ, mà còn mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Sự quyến rũ và tinh tế của họ không chỉ thu hút, mà còn là nguồn động viên và hỗ trợ vững chắc cho gia đình và người thân yêu. Tiếp theo, 10 nét tướng của người phụ nữ giàu phúc khí, càng nhiều tuổi càng giàu có vinh hoa, chồng con được nhờ. Theo kinh nghiệm của người xưa, những phụ nữ có nét tướng này là người có tài vận tốt lành, sống vinh hoa phú quý. 1. Là môi hồng, răng trắng. Môi hồng là bờ môi có màu tươi hồng tự nhiên. Răng trắng đều là răng đều đặn, không sắc nhọn, không bị hô. Răng trắng, răng không thưa, không chồng đè lên nhau. Kèm theo tướng mạo kiểu này là âm thanh giọng nói nhẹ nhàng, phát âm rõ ràng. Những người phụ nữ có nét tướng này là người có hôn nhân hạnh phúc, vợ chồng yêu thương đằm thắm.
người phụ nữ có đặc điểm này có thể hưởng thụ đời sống tình cảm tốt đẹp. Ưu điểm lớn nhất về tính cách chính là tính cách dung hòa, không bị cảm xúc chi phối mà cũng không thích cuộc sống thường xuyên thay đổi nhanh chóng. Hơn nữa còn là người rất chu đáo, vì vậy khiến cho sự gắn kết trong gia đình bền vững, nền tảng tinh thần tình cảm vững chắc. Những người phụ nữ này thường giúp cho chồng con vui vẻ, hạnh phúc. Môi hồng và răng trắng đều không chỉ là biểu hiện của sự đẹp và quyến rũ, mà còn mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Môi hồng tự nhiên và răng trắng đều thể hiện sự sức khỏe và sự quan tâm đến bản thân, đồng thời là dấu hiệu của một tâm hồn trong sáng và tươi vui. Theo nhân tướng học, những người phụ nữ sở hữu môi hồng và răng trắng thường được xem là người có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và đầm ấm. Họ thường được chồng yêu thương và quý trọng, tạo nên một môi trường gia đình an yên và hạnh phúc. Sự tươi vui và hòa mình trong tình yêu của họ khiến cho cuộc sống hôn nhân trở nên trọn vẹn và ấm áp. Ưu điểm lớn nhất của tính cách của những người phụ nữ này là tính cách dung hòa và không bị cảm xúc chi phối. Họ không chỉ giỏi trong việc quản lý cảm xúc của bản thân, mà còn luôn chu đáo và quan tâm đến gia đình. Sự gắn kết và hiểu biết lẫn nhau trong gia đình được xây dựng trên nền tảng của sự tình cảm vững chắc, tạo điều kiện cho sự phát triển và hạnh phúc bền vững. Tóm lại, người phụ nữ sở hữu môi hồng và răng trắng không chỉ là biểu hiện của sự đẹp và quyến rũ, mà còn mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Sự hòa mình trong tình yêu và sự quan tâm đến gia đình là điều quan trọng nhất giúp cho cuộc sống hôn nhân trở nên trọn vẹn và hạnh phúc. 2. Là chiếc cằm tròn đầy đặn. Những người có cằm tròn thường là tính tình mềm mỏng, dễ hòa hợp với người xung quanh. Họ cũng là những người phụ nữ yêu đời. Trong sách Nhân tướng học xem tướng số có viết Phong hạm trọng di, vượng phu hưng gia, có ý nói rằng người sở hữu chiếc cằm đầy đặn, hơn nữa còn là hai cằm, chính là người có quý tướng trợ giúp chồng. Những người phụ nữ như thế này sẽ mang lại may mắn cho chồng. Họ là người vợ mẫu mực, vừa có đức vừa có tài, không chỉ chăm sóc chu đáo cả gia đình mà còn cởi mở rộng lượng, nhân từ đôn hậu, là người bạn đời đáng tin cậy. Chiếc cằm tròn và đầy đặn không chỉ là biểu hiện của sự đẹp và hài hòa mà còn mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Những người phụ nữ có chiếc cằm như vậy thường được mô tả là những người tính tình mềm mỏng, dễ hòa hợp với mọi người. Họ yêu đời và luôn biết cách tận hưởng cuộc sống. Theo sách Nhân tướng học, chiếc cằm đầy đặn được coi là biểu hiện của sự quý tướng và may mắn. Người phụ nữ sở hữu chiếc cằm này thường được xem là người có vai trò quan trọng trong gia đình, mang lại may mắn và thành công cho chồng và gia đình. Họ là những người vợ mẫu mực, vừa có đức vừa có tài, luôn chăm sóc chu đáo cho gia đình và sẵn lòng hỗ trợ chồng trong mọi hoàn cảnh. Ưu điểm lớn nhất của những người phụ nữ có chiếc cằm tròn và đầy đặn là tính cách dung hòa và nhân từ. Họ không chỉ là những người vợ đảm đang mà còn là bạn đời đáng tin cậy, sẵn lòng chia sẻ và ủng hộ chồng trong mọi hoàn cảnh. Sự nhân từ và rộng lượng của họ tạo nên một môi trường gia đình ấm áp và hạnh phúc. Tóm lại, người phụ nữ có chiếc cằm tròn và đầy đặn không chỉ là biểu hiện của sự đẹp và hài hòa mà còn mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Sự nhân từ và rộng lượng của họ là nguồn động viên và hỗ trợ quan trọng cho gia đình và người thân yêu. 3. Là mũi cao thẳng. Người có tướng mũi thẳng, đỉnh mũi cao, sơn căn rộng và đầy đặn, cánh mũi nở là người có tướng vượng phu ích tử. Người phụ nữ có tướng này cũng là người hậu vận tốt lành, có số mệnh phụ phu nhân. Nếu tham gia công tác xã hội thì những người phụ nữ này cũng có tướng thành công. Họ cũng là người tài giỏi phò tá tốt cho chồng. Người phụ nữ có tướng mũi thẳng, đỉnh mũi cao, sơn căn rộng và đầy đặn thường được xem là người mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Tính cách và số mệnh của họ thường được đánh giá cao và có xu hướng hướng đến sự thành công và hạnh phúc. Theo sách Nhân tướng học, người phụ nữ sở hữu tướng mũi này thường được coi là người hậu vận tốt lành và có số mệnh phụ phu nhân. Tướng mũi thẳng và cao thường được liên kết với sự thành công và uy tín trong công việc và xã hội. Họ có khả năng phối hợp và làm việc nhóm tốt, giúp họ nổi bật và đạt được nhiều thành công trong công tác xã hội. Ngoài ra, người phụ nữ có tướng mũi thẳng và cao cũng được xem là người tài giỏi và phù hợp để phò tá cho chồng. Sự thông minh và khả năng phối hợp của họ giúp họ
đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và đồng hành cùng chồng trong mọi hoàn cảnh. Người phụ nữ có tướng mũi thẳng và cao thường được xem là người mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống. Sự thành công và uy tín của họ thường được đánh giá cao và khả năng phối hợp và phó tá tốt giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong cả cuộc sống cá nhân và xã. 4. Là mái tóc mềm mại. Người phụ nữ có mái tóc mềm mại thường có tính cách nhu hòa, ít khi tự tìm đến phiền não và phiền toái, cho nên cuộc sống của họ cũng tương đối trầm tĩnh, an nhàn. Những người này biết nhu cương phù hợp nên cân đối hài hòa trong đối nhân xử thế, giữ được gia đình yên vui đầm ấm. Người phụ nữ có mái tóc mềm mại thường mang trong mình một tính cách nhu hòa và hiền hậu. Tính cách này thường phản ánh sự bình tĩnh và sự ổn định trong cuộc sống của họ. Họ ít khi tự tìm đến phiền não và phiền toái. Thay vào đó, họ thích tận hưởng cuộc sống một cách trầm lặng và an nhàn. Những người phụ nữ này thường biết cách điều chỉnh và cân đối trong mọi tình huống, từ đó giữ cho môi trường gia đình luôn yên bình và hạnh phúc. Sự nhu cầu phù hợp giúp họ duy trì mối quan hệ với mọi người một cách hài hòa và đồng điệu, tạo điều kiện cho sự thăng tiến và phát triển của gia đình. Theo quan niệm dân gian, mái tóc mềm mại còn được xem là một dấu hiệu của may mắn và tài lộc. Sự hiền hậu và bình tĩnh của người phụ nữ này thường thu hút may mắn và cảm hứng tích cực, từ đó mang lại nhiều thành công và tiền tài cho gia đình. Mái tóc mềm mại không chỉ là biểu hiện của vẻ đẹp mà còn là dấu hiệu của tính cách bình tĩnh và nhu hòa. Người phụ nữ sở hữu mái tóc như vậy thường mang lại không chỉ sự hạnh phúc và ổn định cho bản thân mà còn là nguồn động viên và may mắn cho gia đình và người thân. 5. Là nhân trung rõ ràng. Người phụ nữ có nhân trung rõ ràng và sâu dài nhất định là người phụ nữ có khả năng sinh nở tốt. Những người phụ nữ này thường là mẹ hiền và có những đứa con hiếu thuận. Phụ nữ có nhân trung đẹp cũng là có tướng sống lâu, cho nên nhân trung còn được ví là thọ đường, thông minh cộng thêm trường thọ, có chồng giàu sang vinh hiển, con cái hiếu thảo, thật là tốt số. Người phụ nữ có nhân trung rõ ràng và sâu dài thường được coi là người mang lại nhiều phúc lộc và may mắn trong cuộc sống, đặc biệt là trong việc sinh nở và nuôi dưỡng gia đình. Tính cách của họ thường phản ánh sự hiền lành, nhân từ và lòng hiếu thảo. Theo quan niệm dân gian, nhân trung đẹp và rõ ràng là dấu hiệu của khả năng sinh nở tốt. Những người phụ nữ có nhân trung như vậy thường là mẹ hiền và có khả năng nuôi dưỡng con cái tốt, hay từ đó tạo nên một môi trường gia đình hạnh phúc và ấm áp. Con cái của họ thường hiếu thuận và biết quý trọng gia đình. Ngoài ra, nhân trung đẹp cũng được liên kết với tuổi thọ và sức khỏe tốt. Người phụ nữ có nhân trung này thường được coi là có trường thọ và sống lâu, mang lại sự bền vững và ổn định cho gia đình. Đồng thời, họ cũng có khả năng thu hút may mắn và tài lộc, từ đó tạo điều kiện cho cuộc sống, gia đình thịnh vượng. Tóm lại, nhân trung rõ ràng và sâu dài không chỉ là dấu hiệu của vẻ đẹp, mà còn là biểu hiện của tính cách hiền lành và sức khỏe tốt. Người phụ nữ sở hữu nhân trung như vậy thường mang lại nhiều phúc lộc và may mắn cho gia đình, từ đó tạo nên một cuộc sống hạnh phúc và thịnh vượng. 6. Là dái tai to và dày. Người có dái tai dày rộng thường được gọi là người có tướng Phật. Những người này thường là người có mệnh tốt, về tiền bạc hay bạn bè bằng hữu đều rất tốt. Phụ nữ có dái tai to lại mềm mại thì đối với người khác vô cùng khoan dung nhân hậu. Đặc biệt là đối với chồng và con cái đều nhất mực chăm sóc, có tấm lòng thông cảm, vì thế gia đình đầm ấm hạnh phúc, gia đình hòa thuận. Người có dái tai dày rộng thường được mô tả là người có tướng Phật, biểu tượng cho sự từ bi và lòng nhân ái. Tính cách của họ thường được đánh giá là hòa nhã, hướng ngoại và dễ gần gũi. Họ thường được xem là người có mệnh sống tốt, với may mắn trong vấn đề tiền bạc và có nhiều bạn bè đáng tin cậy. Trong trường hợp của phụ nữ có dái tai to và mềm mại, tính cách của họ thường được miêu tả là vô cùng khoan dung và nhân hậu. Họ có khả năng cảm thông và chia sẻ với người khác, đặc biệt là với gia đình và những người thân yêu. Sự chăm sóc và quan tâm của họ giúp tạo nên một môi trường gia đình ấm áp và hạnh phúc, với tình thương và hòa thuận lan tỏa khắp nơi. Tóm lại, người có dái tai to và dày thường được xem là mang lại nhiều phúc lộc và hạnh phúc cho cuộc sống, với tính cách hòa nhã và nhân hậu. Sự tận tâm và thông cảm của họ giúp tạo nên một gia đình đầm ấm và hòa thuận. 7. Là lông mày lá liễu.
lông mày lá liễu là lông mày thanh mảnh cong dài. Phụ nữ có lông mày lá liễu là người có tấm lòng lương thiện, là người có tâm địa đặc biệt ôn nhu. Tuy nhiên, người sinh ra có lông mày lá liễu như này cũng không nhiều. Nếu gặp được cô gái như thế này, hãy nhiệt tâm nắm bắt, kẹo bỏ lỡ cơ hội mà để người khác theo đuổi mất nha. Lông mày lá liễu được mô tả là lông mày thanh mảnh, cong dài, tạo ra vẻ đẹp nhẹ nhàng và duyên dáng. Phụ nữ có lông mày lá liễu thường được xem là người có tấm lòng lương thiện và đặc biệt là ôn hòa và nhân từ. Một nụ cười từ những đôi mắt có lông mày lá liễu thường chứa đựng sự ấm áp và sự dịu dàng. Tuy lông mày lá liễu không phổ biến, nhưng khi gặp được người phụ nữ sở hữu nét đẹp này thì đó thật sự là một cơ hội quý giá. Họ có tâm hồn tốt và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Khả năng ôn nhu và nhân từ của họ là điều đáng quý và đó cũng là nguồn gốc của sự hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống. Nếu có cơ hội gặp được một người phụ nữ có lông mày lá liễu, hãy nắm bắt và trân trọng, bởi đó là một dấu hiệu của phúc lộc và tài lộc. Sự nhẹ nhàng và tình cảm của họ sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho cuộc sống của bạn và đem đến một tương lai tươi sáng và thành công. 8. Là mặt chữ điền. Khuôn mặt chữ điền nghĩa là cái trán của họ có dạng hình vuông, còn khung xương quai hàm nhô ra, đồng thời khuôn mặt đầy đặn. Phụ nữ có gương mặt chữ điền là người phóng khoáng, tốt tính và vui vẻ với xung quanh. Những người này thường là người tấm lòng từ bi. Những người phụ nữ này cũng là người có sự nhiệt thành với xung quanh, sống chân thành và mạnh mẽ, có chữ tín. Mặt chữ điền được mô tả bởi sự vuông vức của trán, cùng với khung xương quai hàm, nhô ra và khuôn mặt đầy đặn. Phụ nữ có khuôn mặt chữ điền thường được cho là những người phóng khoáng, tử tế và luôn tươi cười, tạo ra một không gian xung quanh tích cực và vui vẻ. Họ thường được biết đến với tấm lòng từ bi, sẵn sàng giúp đỡ người khác và luôn mạnh mẽ và chân thành trong mọi tình huống. Những người phụ nữ này thường sống chân thành và mạnh mẽ, mang theo chữ tín và lòng nhiệt thành trong mọi mối quan hệ. Sự thành thật và mạnh mẽ của họ giúp họ tạo ra một môi trường xã hội tích cực, nơi mọi người cảm thấy được tâm và hạnh phúc. Nếu bạn có cơ hội gặp được một người phụ nữ có khuôn mặt chữ điền, hãy đón nhận và trân trọng, vì đó là một dấu hiệu của phúc lộc và tài lộc. Sự nhiệt thành và lòng từ bi của họ sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho cuộc sống của bạn và giúp bạn tiến xa hơn trên con đường thành công và an lạc. 9. Là đôi mắt trong veo. Người có đôi mắt hơi to, lòng trắng và đen rõ ràng, đồng từ sáng trong là người thông minh. Người phụ nữ có đôi mắt xinh đẹp như này đều rất hồn nhiên trong sáng, đơn giản, cởi mở, như một cô bé gái xinh đẹp, tốt tính. Người phụ nữ này biết trước biết sau, sống có nghĩa tình. Những người này cũng thường rất biết đối đãi với người khác. Đôi mắt trong veo được mô tả bởi sự to và sáng trong của đồng tử, cùng với lòng trắng và đen rõ ràng. Người có đôi mắt như vậy thường được xem là người thông minh và sáng sủa. Phụ nữ có đôi mắt xinh đẹp như này thường mang trong mình vẻ đẹp trong sáng và hồn nhiên, tỏa ra sự đơn giản và cởi mở, như một cô bé gái dễ thương. Những người phụ nữ này sống có tấm lòng chân thành và biết trân trọng giá trị của tình cảm. Họ luôn biết trước, biết sau và có khả năng cảm thông và đối đãi với người khác một cách tử tế và lịch sự. Sự thông minh và sự đẹp đẽ của đôi mắt này không chỉ là một dấu hiệu của vẻ ngoài, mà còn là một biểu hiện của tâm hồn trong sáng và tốt lành. Nếu bạn được gặp một người phụ nữ có đôi mắt trong veo như vậy, hãy đón nhận và trân trọng, vì đó là một dấu hiệu của phúc lộc và tài lộc. Sự hồn nhiên và tình cảm của họ sẽ mang lại hạnh phúc và may mắn cho cuộc sống của bạn và giúp bạn tiến xa hơn trên con đường thành công và an lạc. 10. Là giọng nói nhẹ nhàng. Phụ nữ có giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào là người có tính tình lương thiện, tính tình hài hòa tốt bụng. Những người phụ nữ nói nhẹ nhàng là người phụ nữ có trí tuệ, hành xử hài hòa và là người biết điều. Những người phụ nữ này biết vun vén gia đình và tránh những xung đột xảy ra, biết ôn nhu hài hòa, biết đối đãi để chồng con đẹp mặt. Phụ nữ có giọng nói nhẹ nhàng và ngọt ngào thường mang trong mình sự lương thiện và tốt bụng. Giọng nói của họ là biểu hiện của tính tình hài hòa và lượng thiện, làm người khác cảm thấy thoải mái và ấm áp. Những người phụ nữ nói nhẹ nhàng thường có trí tuệ và hiểu biết. Họ biết cách giữ gìn hòa bình trong gia đình và tránh xa những xung đột không đáng có.
họ là những người biết điều, có khả năng làm việc một cách thông minh và hiệu quả. Bằng cách ôn hòa và hài hòa, họ tạo ra một môi trường sống tích cực và yên bình cho gia đình. Khả năng ôn nhu và biết đối đãi của họ giúp cho mối quan hệ với chồng và con cái trở nên mạnh mẽ và đẹp đẽ. Trong cuộc sống, nếu bạn may mắn đủ để gặp được một người phụ nữ có những đặc điểm này, hãy biết trân trọng và giữ gìn. Sự lương thiện và hòa nhã của họ sẽ mang lại phúc lộc, tài lộc và may mắn cho bạn. Tuy nhiên, không chỉ là sự may mắn mà còn là sự nỗ lực và tu dưỡng tâm tính hàng ngày mới thực sự tạo nên phúc khí và hạnh phúc trong cuộc sống. Trong đời sống, nếu bạn có đủ 10 nét trên, xin chúc mừng. Nhưng không có nghĩa là bạn phải có đủ 10 nét tướng đó mới có phúc khí. Nếu chúng ta không ngừng tu dưỡng tâm tính, hành thiện sống nghĩ cho người khác trước đó, chính là đang tạo phúc khí cho chính mình. Và rồi một ngày phúc khí hiển thị. Tiếp theo, người xưa nói, vào nhà thấy ba hương thơm, gia đình sẽ hưng thịnh giàu có. Ba hương thơm đó là gì? Theo kinh nghiệm của người xưa, trong một gia đình mà có ba nơi này có hương thơm thì gia đình đó có nề nếp gia phong, có tương lai. Một là bàn thờ tổ tiên ấm cúng luôn thơm hương trầm. Bàn thờ tổ tiên là nơi tâm linh linh thiêng nhất trong nhà người Việt. Thờ cúng tổ tiên không chỉ là tín ngưỡng mà còn thể hiện truyền thống biết ơn. Những người có nuôi dưỡng lòng biết ơn mới có thành công. Người có cội có nguồn nên gia đình có truyền thống biết ơn sẽ có phúc. Ban thờ tổ tiên mà không chăm lo săn sóc để bụi bẩn, hôi tanh thì gia đình không thể nói là có lòng biết ơn. Người xưa cho rằng trần sao âm vậy, ông bà đã khuất chỉ là chuyển từ cõi trần sang cõi âm, còn lại vẫn thường xuyên bên cạnh theo dõi nên việc thờ cúng càng quan trọng. Thờ cúng không bà không cần mâm cao cỗ đầy, nhưng phải chú ý không để côn trùng chuột bọ quấy phá nơi thờ tự, không để bụi bặm phủ đầy hôi hám. Ban thờ cần được thắp hương để ấm cúng tạo hương thơm. Thắp hương lên là tỏ lòng thành, là lúc bắt đầu kết nối với tổ tiên. Vào một gia đình thấy ban thờ trang trọng, sạch sẽ, thơm hương là thấy sự ấm cúng, thấy gia đình có nề nếp gia phong. Con người khi đã đứng trước ban thờ tổ tiên thì dù xấu bao nhiêu lòng cũng chững lại, tâm thanh tịnh nhất. Thế nên những gia đình mà thường xuyên chăm chút ban thờ thường có một nỗi sợ nhất định về quả báo và sợ bị thần linh phạt, nên thường sẽ tu mình hơn. Hai là phòng sách, phòng làm việc thơm mùi sách vở ấm hơi người. Trong một gia đình, góc làm việc, góc đọc sách là nơi thể hiện được trình độ tri thức, ý thức, học tập của họ. Những gia đình mà kệ sách, phòng sách, nơi làm việc luôn thơm tho, sạch sẽ, thơm hương giấy mới chứng tỏ luôn có người qua lại. Việc thường xuyên đọc sách sẽ giúp cho góc này thơm không bị bụi mạt tấn công nên không bị hôi. Đọc sách là một cách để con người có thêm tri thức. Học hỏi là một cách để trở nên giàu có mỗi ngày. Có những gia đình mà phòng sách không ai ngó ngàng, bụi bặm lạnh lẽo, hôi hám thì chứng tỏ không có truyền thống ham học hỏi. Những người giàu có trên thế giới thường là những người ham học hỏi, luôn học hỏi. Cuộc sống đổi thay từng giây phút nên chỉ có ham học hỏi mới ngày càng thành công và hưng thịnh. Những người không chịu học hỏi thì sẽ lụi bại dần. Gia đình mà không hiếu học con cháu sẽ khó đỗ đạt vinh hiển, sự giàu đôi khi chỉ là giàu sổi không bền vững. Thế nên dù thời nào thì việc học hỏi, đọc sách, làm việc phải chăm chỉ, nghiêm túc thì sự nghiệp mới thịnh vượng, bền lâu. Gia đình mới giữ được sự giàu có. Còn nếu giàu sổi, không chịu học hỏi, làm việc chăm chỉ, không trọng tri thức thì cũng dần dần bị đào thải và để người khác vượt qua, dần dần sẽ bị tụt hậu lại phía sau. 3. Là nhà bếp thơm mùi thức ăn, ấm lòng người thân. Trong bếp thường xuyên tỏa ra mùi hương thức ăn, chứng tỏ bếp ấm cúng. Người xưa xem bếp là nơi tụ tài, bếp là kho lương, bếp thể hiện sự giàu có của một gia đình. Nếu bếp mà không có hương thơm của thức ăn, của thóc gạo, của gia vị, thì chứng tỏ nghèo nàn hoặc vụng về nấu nướng. Bếp là nơi chăm chút dinh dưỡng, mang lại sức khỏe cho gia đình. Thế mà bếp lại không có hương thơm thức ăn thì chứng tỏ gia đình không đầm ấm, nghèo túng, hoặc không có người nội trợ đảm đang, hoặc thời nay thì thường xuyên ăn ngoài. Điều đó làm thiếu đi sự gắn kết trong gia đình và cũng giảm đi tình hình sức khỏe của các thành viên. Hương thơm từ trong bếp không chỉ là hương thơm của thực phẩm, mà đó còn là hương thơm của tình thân chăm sóc cho nhau. Một căn bếp lạnh lẽo lâu ngày, không dùng tới, thường có mùi ẩm mốc, mùi hôi.
những hương thơm thể hiện cho lòng biết ơn, tri thức và tình yêu thương gia đình. Một gia đình mà có đủ 3 yếu tố trên thì chắc chắn sẽ hưng thịnh, dù giàu có hay bình thường. Còn một gia đình thiếu đi những điều đó thì dù có tiền nhưng cũng khó giữ được lâu dài.